hết lớp. Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm chống dịch, tăng cường các biện pháp siết chặt của chỉ thị 16. 1022 tổng đài hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19. Bệnh viện Dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày thi công, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Bộ Y tế ra quyết định không kiểm soát giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 đối với các tài xế chở hàng giữa 19 tỉnh miền Nam. Vận động viên bắn cung Ánh Nguyệt gây tiếc nuối vì lỡ cơ hội đoạt thứ hạng cao ở phút cuối tại Olympic Tokyo. Nhiều vận động viên nước ngoài rút khỏi Thế vận hội Tokyo vì dịch Covid-19. Bê bối xảy ra trước thềm khai mạc Olympic Tokyo, một đạo diễn bị cắt chức. Nhật Bản lên kế hoạch viện trợ máy tạo oxy cho Myanmar. Toyota đóng cửa toàn bộ nhà máy tại Thái Lan vì diễn biến Covid-19 phức tạp. Mỹ lên án Trung Quốc vì từ chối điều tra nguồn gốc Covid-19. Thiếu nguồn cung ứng siêu thị, Anh tạm thời không cách ly các nhân viên trong ngành thực phẩm. Đón xem khai mạc Olympic Tokyo vào lúc 18 giờ Việt Nam, 20 giờ Nhật Bản. Khánh Nguyên chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Japan Daily Top News. Bản tin được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ tối theo giờ Nhật Bản trên kênh Xin Chào TV, thuộc ứng dụng Netlove và phát lại trên kênh YouTube Xin Chào TV. Đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn dành riêng cho người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Bây giờ, Khánh Nguyên xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Sau 14 ngày áp dụng chỉ thị 16, tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm hàng ngày ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng lên 3.000 một ngày. Hiện số ca ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh đến nay khoảng 50.000 ca. Do đó, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành chỉ thị khẩn số 12 về tăng cường một số biện pháp thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, một số nội dung chính của chỉ thị khẩn số 12 là tạm dừng các hoạt động không thực sự cấp bách, chỉ những doanh nghiệp có bán dịch vụ thiết yếu mới được làm việc, như ngân hàng, công ty chứng khoán, các mặt hàng liên quan đến y tế, thực phẩm, điện, nước, chợ truyền thống cũng sẽ được mở lại, nhưng chỉ bán những mặt hàng thiết yếu, phải có đầy đủ màn ngăn giữa người bán và người mua. Trong khu phong tỏa, người dân tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh, chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế, mua thực phẩm thiết yếu tại siêu thị, chợ trong khu phong tỏa 2 lần một tuần và sử dụng phiếu đi chợ, siêu thị do chính quyền địa phương cấp. Với một số khu vực có nguy cơ rất cao thì từng hộ dân chỉ ở trong nhà, chính quyền tổ chức mang thu nhu yếu phẩm đến từng nhà. Người dân tại thành phố Hồ Chí Minh nếu thấy bản thân hoặc hàng xóm hay những người xung quanh gặp khó khăn vì Covid-19 có thể liên hệ tới cổng thông tin 1022 để được hỗ trợ và giúp đỡ. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ 20 giờ ngày 22 tháng 7 bắt đầu triển khai kênh tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 thông qua cổng thông tin 1022, nhấn phím số 2. Các thông tin được tiếp nhận qua kênh này gồm thông tin về bản thân, gia đình hoặc hàng xóm, những người xung quanh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương cần hỗ trợ nhu yếu phẩm, hoặc thông tin về bản thân hoặc gia đình, người dân thuộc đối tượng bị tác động ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được hỗ trợ chính sách theo quy định của Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa nhận được sự hỗ trợ. Ngoài ra, người dân cũng có thể cung cấp thông tin về các trường hợp khác trong xã hội cần hỗ trợ như người già neo đơn, trẻ cơ nhỡ, v.v. Các thông tin này sẽ được cổng thông tin 1022 chuyển đến Sở Lao động Thương binh Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện để xử lý, hỗ trợ người dân trong thời gian nhanh nhất. Sau 3 ngày thi công suốt ngày đêm, thì mới đây khu bệnh viện Dã chiến được trưng dụng từ khu ký túc xá cũ đã được hoàn thành, với quy mô 350 giường đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Bệnh viện Dã chiến Đà Nẵng tại khu ký túc xá phía Tây thành phố, ở quận Liên Chiểu, đã hoàn thành cổng đoạn cuối cùng. Đây là bệnh viện được Đà Nẵng xây dựng để chủ động ứng phó với tình huống dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Những ngày qua, bình quân ghi nhận 30-50 ca dương tính một ngày. Thành phố vừa đón 600 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về, trong khi bệnh viện Phổi và bệnh viện Hòa Vang đã có nguy cơ quá tải việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Được biết, bệnh viện này dành cho những bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Khu hồi sức cấp cứu ở tầng 1, quy mô 35 giường được thiết lập để ứng phó với tình huống bệnh nhân trở nặng. Ngành y tế đã huy động trước mắt 185 nhân viên y tế để phục vụ tại bệnh viện này. Mới đây, Bộ Y tế đã ra yêu cầu địa phương không kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 của lái xe chở hàng hóa khi đi giữa 19 tỉnh thành đang cách ly xã hội. Trong văn bản gửi tới các địa phương, Bộ Y tế đã nêu rõ nhiều nơi chưa thực hiện đúng công văn số 5733 ngày 19 tháng 7 về việc tạo điều kiện cho lái xe vận chuyển hàng hóa giữa 19 tỉnh thành đang cách ly xã hội, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và Cà Mau, Kiên Giang. Đơn vị vận tải, chủ phương tiện được yêu cầu chỉ cho phép lái xe làm việc khi đã có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính trong 3 ngày, 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm.
Trường hợp có sự cố trên đường mà đến điểm cuối hành trình vượt quá 3 ngày 72 giờ, lái xe được lấy mẫu xét nghiệm. Ở bất cứ khu vực nào, lái xe phải khai báo y tế trước khi bắt đầu hành trình và xuất trình được mã QR, kết quả khai báo trên điện thoại, thiết bị phù hợp hoặc bản giấy khi có yêu cầu kiểm tra. Hụt hơi đáng tiếc trong loạt bắn áp chót, nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt lỡ cơ hội chinh phục thứ hạng cao ở nội dung bắn cung 1 giây Tokyo Olympic. Ở loạt bắn phân hạng diễn ra hôm nay, Ánh Nguyệt khởi đầu loạt bắn đầu tiên rất ấn tượng với 3 điểm 10 liên tiếp nhưng không giữ được sự ổn định. Pha bắn chỉ được 6 điểm ở cuối loạt đầu khiến cô gái lần đầu tham dự Olympic tiếp tục không thể hiện tốt ở loạt thứ hai. Tuy nhiên, cô gái quê Hương Yên dần lấy lại tinh thần, thi đấu ổn định và đặc biệt thăng hoa ở lượt bắn thứ 5 với 4 điểm 10, 1 điểm 9, 1 điểm 8, đây tổng cộng 57 điểm và đó cũng là loạt bắn tốt nhất của Ánh Nguyệt cho đến hết phần thi. Như vậy, với hạng 49 trên 64 ở loạt phân hạng, Ánh Nguyệt vào vòng loại trực tiếp 1 trên 32, bắn cung Olympic chạm trán với cung thủ chủ nhà Nhật Bản là Hayakawa Ren, người xếp hạng 16 ở loạt bắn phân hạng với 653 điểm. Khi Olympic Tokyo đang phải đối diện với làn sóng Covid-19 mới, thì ngày càng có thêm nhiều trường hợp vận động viên nước ngoài rút lui khỏi Thế vận hội Tokyo cũng vì lý do này. Hiệp hội Olympic Anh cho biết vận động viên bắn súng Amber Hill, xếp thứ nhất trong bộ môn bắn súng nữ, đã rút khỏi Thế vận hội sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại Anh. Vận động viên quần vợt Mỹ Corey Graff cho biết trên Twitter vào hôm Chủ nhật rằng cô có kết quả dương tính và sẽ không thể thi đấu tại Thế vận hội. Một số vận động viên quần vợt khác bao gồm như Alex Demano, người Australia, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus ngay trước khi lên đường tham dự Thế vận hội Tokyo. Hôm 14 tháng 7, đội bóng rổ Mỹ thông báo thành viên đội tuyển quốc gia nam Bradley Beal sẽ không thể tham gia Thế vận hội do các quy định về y tế và an toàn tại trại huấn luyện ở Las Vegas. Các nhà tổ chức Thế vận hội Tokyo đã bãi nhiệm một đạo diễn lễ khai mạc khi chỉ còn một ngày nữa là diễn ra sự kiện. Bài tổ chức cho biết lý do được cho là ông Kobayashi Kentaro đã nói đùa, mang tính đụng chạm người Do Thái trong một vở hài kịch vào những năm 1990. Động thái này diễn ra khi một tổ chức quốc tế về nhân quyền của người Do Thái đã đưa tuyên bố lên án những câu nói của ông Kobayashi trong vở kịch trên là những câu nói có liên quan đến thảm họa diệt chủng người Do Thái. Trung tâm Simon Wiesenthal cho biết không ai có quyền chế nhạo các nạn nhân trong thảm họa diệt chủng của Đức Quốc xã. Cũng trong tuyên bố, ông Rabbi Abraham Kuber nói rằng bất cứ sự liên quan nào của người này đối với Olympic Tokyo đều sẽ trở thành chất xúc phạm ký ức của 6 triệu người Do Thái. Trưởng ban tổ chức Thế vận hội Hashimoto Seiko đã xin lỗi về việc bê bối mới nhất này làm ảnh hưởng đến Thế vận hội. Ông Kobayashi cũng là người tham gia đạo diễn lễ bế mạc Thế vận hội. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Myanmar đang đứng trước tình trạng thiếu nguồn oxy trầm trọng. Mới đây, chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch viện trợ máy tạo oxy cho Myanmar. Tại Myanmar, số ca nhiễm virus corona tăng nhanh chóng kể từ tháng 6 và có số ca tử vong mỗi ngày cao kỷ lục. Tình trạng thiếu oxy y tế đang rất nghiêm trọng do Myanmar vẫn rối ren sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 2. Hôm thứ Tư, chính phủ Nhật Bản quyết định gửi lên tới 700 máy tạo oxy cho các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 của Myanmar. Theo dự kiến, Nhật Bản cũng sẽ tài trợ 14 xe cứu thương cho Myanmar. Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ viện trợ không hoàn lại khoảng 900.000 đô la Mỹ để mua các thiết bị tạo oxy thông qua một cơ quan Liên Hợp Quốc và sớm chuyển đến Myanmar. Toyota đã tạm đóng cửa 3 nhà máy ở Thái Lan do biến thể Delta lan rộng làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Thái Lan là trung tâm sản xuất lớn thứ 3 Toyota ở nước ngoài sau Mỹ và Trung Quốc. Dịch bệnh phức tạp là nguyên nhân chính khiến Toyota phải tạm dừng sản xuất. Việc tạm dừng sản xuất bắt đầu từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7. Toyota sau đó xác nhận sẽ đánh giá tình hình và quyết định có hoạt động trở lại hay không từ ngày 29 tháng 7. Toyota được cho là đang ráo riết tìm nhà cung ứng mới để hạn chế thiệt hại. Đây là lần thứ hai việc sản xuất của Toyota tại Thái Lan bị gián đoạn, lần đầu tiên vào đầu tháng 3 năm 2020 trong đợt dịch bùng phát thứ nhất. Năng lực sản xuất của các nhà máy Thái Lan là 760.000 đô tô, nhưng do đại dịch nên chỉ còn 440.000 chiếc ô tô đang được xuất xưởng năm 2020. Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh ngừng hoạt động các sản xuất kinh doanh tại các tỉnh bị ảnh hưởng để kiềm chế tình hình dịch bệnh. Các nhà máy của Toyota cũng nằm trong những khu vực vùng đỏ này nhưng được đặt cách tiếp tục hoạt động. Mới đây, người phát ngôn của Nhà Trắng bà Jen Psaki cho biết Nhà Trắng đã bày tỏ thất vọng trước việc Trung Quốc bác bỏ đề nghị điều tra nguồn gốc Covid-19 lần thứ hai của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chỉ trích hành động này là vô trách nhiệm và nguy hiểm. Người phát ngôn Jen Psaki của Nhà Trắng phát biểu tại cuộc họp báo cho biết Mỹ và các nước khác tiếp tục hối thúc Trung Quốc cung cấp dữ liệu về sự bùng phát dịch Covid-19 tại nước này. Nói về việc Bắc Kinh bác bỏ đề nghị mở cuộc điều tra thứ hai về nguồn gốc dịch Covid-19, bà Psaki chỉ trích quan điểm này của họ là vô trách nhiệm và rõ ràng là nguy hiểm. Nhà Trắng cho rằng cuộc điều tra của WHO rất quan trọng trong việc ngăn cản các đại dịch khác trong tương lai. Trước đó, Trung Quốc khẳng định sẽ không chấp nhận đề nghị ngạo mạn và thiếu tôn trọng của WHO.
Người đứng đầu WHO nói rằng giai đoạn 1 cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 gặp thách thức vì dữ liệu thô không được chia sẻ và kêu gọi Trung Quốc minh bạch, cởi mở và hợp tác hơn trong giai đoạn 2 của cuộc điều tra. Để bảo vệ chuỗi cung ứng, chính phủ Anh thông báo các nhân viên trong ngành thực phẩm sẽ không cần phải tự cách ly và chỉ xét nghiệm hàng ngày nếu tiếp xúc với người mắc COVID-19. Chính phủ Anh ngày 22 tháng 7 cho biết sẽ lập để các điểm ưu tiên xét nghiệm ở những siêu thị lớn với khoảng 500 điểm sẽ bắt đầu hoạt động từ tuần sau. Biện pháp xét nghiệm theo tiếp xúc nhằm hạn chế sự lây lan COVID-19 thông qua việc xác định những người bị bệnh khi ở gần những người nhiễm virus nhưng không có triệu chứng. Như vậy, việc xét nghiệm hàng ngày sẽ cho phép những nhân viên trong ngành thực phẩm tiếp tục làm việc nếu có kết quả âm tính. Truyền thông Anh thời gian qua đưa tin về tình trạng thiếu hụt hàng tại các siêu thị và cuộc khủng hoảng tự cách ly tại nước này. Hàng trăm ngàn người Anh đã được khuyến cáo tự cách ly 10 ngày thông qua ứng dụng truy vết của cơ quan dịch vụ y tế quốc gia Anh trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới tại Anh tăng trở lại sắp xỉ 50.000 ca một ngày. Các nhà cung cấp Anh cũng đã khẳng định sẽ cung cấp đủ nguồn thực phẩm trong thời gian tới. Và 18 giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu ngày 23 tháng 7, giờ Việt Nam, lễ khai mạc của Olympic Tokyo sẽ chính thức diễn ra trong sự chờ đợi và cả thấp thỏm của những người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới. Buổi lễ sẽ diễn ra tại sân vận động Olympic tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản từ 18 giờ đến 21 giờ theo giờ Việt Nam. Được biết, lễ khai mạc Olympic 2020 tuy không mở cửa cho khán giả tới xem, nhưng vẫn có sự xuất hiện của 1.000 khách VIP. Olympic Tokyo 2020 với khẩu hiệu của phong trào Olympic nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Tiếng Anh là Faster, Higher, Stronger và được bổ sung từ Together, nghĩa là cùng nhau, để thành nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn cùng nhau. Tại Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Việt Nam có sự góp mặt của 43 thành viên, trong đó có 18 vận động viên tham gia tranh tài ở 11 môn thi. Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ được truyền thổ trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5 bắt đầu từ 18 giờ ngày 23 tháng 7. Chương trình Japan Daily Top News đến đây là kết thúc. Khánh Huyền xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lúc 20 giờ tối mai theo giờ Nhật Bản. Và đừng quên tải ngay app NetLove để đón xem những chương trình hấp dẫn dành riêng cho người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.